Bữa bác Trump bảo mình làm jacket potato Nay mình rảnh rỗi mình làm món này Món này thì đơn giản lắm Không có gì cầu kỳ cả Món khoai tây này rất là dễ kết hợp với nhiều món khác Nhưng ngon nhất là ăn kèm với những món nướng hoặc là bỏ lò Ví dụ như steak này Cá nướng Hoặc gà bỏ lò vân vân. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra video tiếp nhé Mình dùng khoai tây Đà Lạt Lựa củ lớn chút Tầm 4-6 củ 1kg là đẹp mình có cái đồ mài wasabi, mình lăn củ khoai tây lên. Bạn có thể dùng dao hoặc xiên để châm lỗ. Xong rồi thoa một chút dầu lên. Thích thì bạn có thể thêm tí muối. Ném vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng, mình để kịch kim là 200 độ C và 40 phút. cũng như khoai tây nghiền mình làm lần trước ấy Nhớ kiểm tra em nó, dùng vật gì đó đâm nhẹ nhàng vào, đâm nó ngọt như mình là được Ngoài vỏ thì giòn rụm, còn bên trong thì mềm xốp Lấy ra và cắt làm tư như mình, cắt xuống 1 phần 3 thôi Dùng khăn lót tay rồi bóp nhẹ nhẹ bốn góc cho phần nhân bên trong nó đẩy ra Cho vào một xíu bơ lạt, sour cream, muối và tiêu cho vừa ăn. Trộn đều lên một chút. Mình bào thêm chút phô mai, parmesan và nấm chút phô lên trên mặt. Bạn có thể cho topping theo sở thích và sự sáng tạo của bạn. Ví dụ như baked bean, cá ngừ, bò bằm, gà, mozzarella, hay luxury hơn thì caviar hoặc dán miếng vàng miếng bạc lên chẳng ai cấm bạn cả vậy là xong rồi chúc bạn thành công chia sẻ cảm nghĩ của bạn bằng cách bình luận bên dưới nha